Hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi cái clip này. Chúc các bạn một năm mới có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dự định của mình ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi làm một cái thí nghiệm để xem cuộc sống ở bên trong một cái giọt nước ao nó sẽ bao gồm những cái gì. Nhưng mà bây giờ thì kiếm đâu nước ao nhỉ? Khu vực của mình thì rất ít là ao, ao hồ không còn. Thôi được rồi, nếu mà không có ao thì chúng ta sẽ đi tìm ao. Ok. Hiện tại tôi đang có mặt tại làng Liễu Trì. Trước cổng làng có một cái ao rất là to và nước xanh. Những anh em ở khu vực Mê Linh Hà Nội thì thường thường sẽ biết đến cái ao này. Nhà tôi cũng ở gần đây thôi. Trước cổng làng có một cái cây đa rất dễ nhận biết. Một cái ao nhiều rác, nước xanh. Còn cái khu vực này thì mọi người dân vẫn đang xả thải ở đây. Nước sẽ bị ô nhiễm trong tương lai. Và tôi sẽ quyết định lấy mẫu ở đây. Tôi đã chuẩn bị sẵn một cái chai và buộc sẵn cái dây để đỡ phải với xuống múc nước. Tôi sẽ lẳng cái chai này xuống nước và múc nước. Các bạn đợi tôi một chút để tôi xoáy nắp. Hy vọng là tôi sẽ múc được nước bằng cách này. Rồi, ao tương đối là sâu và tôi đành phải lấy làm ra cái cách này. Nó cũng sẽ lấy được một lượng nước trên bề mặt, mặc dù không cần nhiều. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng tôi cũng đã múc được lượng nước vừa đủ để chúng ta quan sát. Và bây giờ chúng ta về nhà thôi. Chúng ta tiến hành lấy mẫu. Tôi sẽ dùng tăm bông để chấm lên một giọt. Và chúng ta sẽ cho lên lam kính để quan sát một lượng nước rất là nhỏ. Mà các anh em nào mà ở gần cái khu vực làng Liễu Trì này thì hãy comment bên dưới cho mình biết, vì nhà mình cũng ở gần đấy thôi, không xa lắm đâu. Rồi, thì chúng ta chuẩn bị quan sát. Mình sẽ gửi hình lên ngay. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu quan sát. Hiện tại hình ảnh có vẻ đang rất là mờ, mà tôi đang chỉnh để chúng ta quan sát được rõ nhất có thể. Tôi cũng rất tò mò một cái mẫu nước mà nó ô nhiễm như vậy thì nó có thể có những cái gì bên trong. Và đặc biệt là những anh em ở thuộc cái ngôi làng này thì các bạn cũng lên biết, lên xem. Hiện tại tôi nhìn thấy mờ mờ một con vi khuẩn nho nhỏ đang chạy rất là nhanh. Chúng ta xoa mở chế độ tổng quan. Rồi, tôi sẽ đổi ống kính để cho chúng ta quan sát được to hơn và rõ hơn. Đầu tiên là tôi đã nhìn thấy hai cái tảo màu xanh hình cầu. Vì nước ở đây tương đối là có cái màu xanh lá cây đậm nên tôi biết là ở trong cũng rất là nhiều tảo. Chỗ này thì có hai cái tảo hình que đầu nhọn. Có một số những cái tạp chất ở xung quanh. Tôi nghĩ là đây có thể là một cái chất hữu cơ nào đó giống như là lá cây bị mục hay là thức ăn thừa. Nói chung chung thì nó là một chất hữu cơ, có thể nó đang phân hủy. Có một cái mờ mờ đang chuyển động. Khá là nhiều tảo. Vi khuẩn. Chỗ này có tảo và vi khuẩn. Mình sẽ nằm nép vào cái khu vực đám vi khuẩn này. Chúng bâu lại một cái mảng chất hữu cơ này. Có thể là chúng đang ăn. Chỗ này tương đối là nhiều đấy.
có 3 hay 4 con chúng đang giãy đành đạch như kiểu là đang chúng đang ăn Tết nhảy nhạc sàn. Rồi, tương đối là nhiều vi khuẩn ở đây đấy. Chỉ có mấy con là đông đậy chỗ kia thôi, còn đâu phía trên thì là những có một số con nó nằm bất động hoặc là nó chỉ cử động rất là chậm. Chứng tỏ là vi khuẩn chúng cũng thích bám vào những chỗ có thức ăn chứ chúng không thích đi lang thang đâu. Đấy, chỗ này là khu vực rất là nhiều vi khuẩn và có những con tôi thấy là nó rất là nhỏ. Và chúng ta có thể phóng thêm gấp nhiều lần nữa thì mới có thể nhìn được những giống loài nhỏ xíu thế. Đó, có nhìn ở trong trung tâm của cái đám này cũng có những con nó đang cử động. Mình đang cố làm nét ở những cái phía đầu để xem còn vi khuẩn ở đây không. Chúng ta chỉ quan sát được nét ở một vùng nào đó thôi chứ không quan sát nét được tất một lúc. Rất nhiều con chúng có vẻ như là chúng ngoi để chúng thở xong chúng lại lặn xuống ngay. Màu nước tương đối là màu trắng đục kiểu này. À, tôi nghĩ màu trắng là do cái màu của cái bóng đèn chiếu của tôi làm ảnh hưởng. Rồi, rất nhiều vi khuẩn, thi thoảng chúng lại ngoi lên để chúng thở và chúng lặn mất ngay, làm chúng ta không thể quan sát rõ được. Chúng ta chỉ quan sát rõ nhất liền là cái đám vi khuẩn là nó đang túm tụm ở một cái đống hữu cơ này. Tôi thấy ở khu vực cái ao này thì có người ta hay tụ tập chợ ở đây thì có thể là họ sẽ những cái rác thải thừa đôi khi họ vứt xuống và làm cho ở đây bị ô nhiễm, cộng thêm hệ thống nước thải chảy ra hàng ngày như thế thì trong tương lai cái hồ này sẽ trở thành một cái hồ rất là ô nhiễm đấy. Cuộc sống về sau thì dân cư sẽ ngày một đông lên. Ngày xưa đây cũng là một cái ao rất là xanh và đẹp và có nhiều cá. Tôi nghĩ là cái đám vi khuẩn này chúng đang bấu vào cái mảng hữu cơ này để chúng ăn hay là chúng sinh sống ở đây. Người của chúng rất là nhỏ. Có nhiều loại vi khuẩn và có những cái loài thì chúng có khả năng di chuyển rất là nhanh. Có những loài thì lại không thể cử động mà đứng im bất động. Chúng ta sẽ quan sát nốt để chúng ta chuyển vào khu vực khác. Loài vi khuẩn này thì chúng cũng có cái dấu hiệu như là co giật. Co giật để di chuyển. Quan sát kỹ thì chúng ta mới thấy những con nhỏ cái chúng đang cử động. Đó, tôi đã làm nét thì chúng ta chỉ có thể quan sát được nửa bên này hoặc là nửa bên kia của cái miếng này. Nửa bên này thì đang rất là sôi động vì là có những con vi khuẩn chúng đang cử động rất là mạnh ở đây. Còn khu vực phía trên ban nãy thì tương đối là yên lặng.
Có rất nhiều loại vi khuẩn với cỡ khác nhau. Chúng có thể nhỏ hơn nữa. Đây chỉ là một cái giọt nước rất là nhỏ của tôi. Như các bạn thấy thì chúng đã bên trong có chứa rất là nhiều những cái tạp chất tảo, vi khuẩn. Các bạn đang xem video tại kênh KP Vlog trên YouTube. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi được những video mới nhất mà chúng tôi ra hàng tuần. Đây là một mẫu nước mà chúng ta đã lấy từ một cái ao đang nuôi cá nhưng bị ô nhiễm, thuộc địa phận của làng Liễu Trì, thuộc huyện Mê Linh của Hà Nội. Rồi, có lẽ là chúng ta sẽ nên chuyển vị trí quan sát cái mẫu này đến đây là đủ rồi. Chúng ta sẽ đổi. Tôi vừa thấy có một con vi khuẩn chúng bơi qua khu vực màn hình của chúng ta. Đây, lại tiếp tục là những cái tảo hình cầu. Ở những video trước thì tôi thấy có một bạn comment bảo đây là tảo tiểu cầu. Chúng rất là tròn và hình cầu. Ôi, đây là lại một cục. Ôi giời ơi. Đừng nói với tôi đây là phân. Đây là những chất hữu cơ mà tôi nghĩ là do chúng đang phân hủy, hoặc là do chất thải của con người đã xả ra. Khu vực này tương đối là nhiều những cái tạp chất hữu cơ. Đây là trong một giọt nước mà nó chứa rất là nhiều những cái mẫu chất hữu cơ nho nhỏ như thế này. Tảo cũng tương đối là nhiều. Tôi nghĩ mà ai mà tắm ở cái ao này chắc cũng sợ. Sau khi xem clip của tôi thì tôi nghĩ không ai dám lội trong cái ao này đâu. Ở đây chúng ta lại bắt gặp với con quay cu đơ này. Xung quanh thì rất nhiều những con vi khuẩn nhỏ hơn. Khu vực này thì thường thường là sẽ có những con vi khuẩn chúng biết di chuyển và chạy rất là nhanh. Rất nhiều những tạp chất tảo. Vi khuẩn chúng có rất là nhiều giống loài. Con vi khuẩn này rất đặc biệt, nó đi lẻ mà không đi theo bầy, mà lại di chuyển một cách theo vòng tròn. Chắc không mệt hay sao nó lại đứng im với kinh. Như cái lá đang rơi. Đây, khu vực này vẫn có tảo. Đây, nước tương đối là màu xanh thì chúng ta nhìn thấy tảo là rất đúng rồi. Đây là một loại tảo mới chăng? Loại tảo này lại trông như này. Đây cũng là một mẫu chất hữu cơ. Chúng ta không thể biết cụ thể nó là cái gì nhưng mà nó là chất hữu cơ, chắc chắn là vậy. Tiếp tục là tảo. Có những con vi khuẩn bơi nhẹ nhẹ. Lại một con cu đơ nữa. Quay vòng tròn. Trong một cái giọt nước nó rất là nhỏ như vậy mà
chúng ta có thể quan sát được rất nhiều thứ bên trong. Đây đây, ụ con này chạy rất là nhanh. Chúng có khả năng bơi một cách kinh điển. Lại tạo tiểu cầu. Đây đây, lại con vi khuẩn. Loài vi khuẩn này tương đối giống cái loài vi khuẩn ở trong vlog 3 của tôi. Tôi thấy chúng cũng có cái dấu hiệu là co giật và bơi đi kiếm ăn khắp nơi một cách hỗn độn. Vi khuẩn nhỏ bé ăn tảo. Trong các cái mẫu nước mà tôi từng soi thì tảo tiểu cầu nó chiếm đa số và rất nhiều những cái tảo hình cầu như này. Còn màu xanh này cũng là một cái loại tảo gì đó. Và nó có bốn cánh à? Wow. Wow, chúng ta đã đang quan sát một con vi khuẩn rất là to. Chúng ta nhìn thấy bên trong người của nó có vẻ như là đang có một cái tảo tiểu cầu bên trong. Tôi nghĩ là như vậy. Chúng ta có thể nhìn xuyên thấu người nó và biết hết bên trong có những cái gì. Đây cũng là một con vi khuẩn quay cu đơ nhưng chẳng qua nó to hơn các con ban nãy một tí. Ồ, chúng di chuyển rất nhanh. Ồ, tôi chưa kịp đón nét thì chúng nó chạy mất rồi. Đây đây đây, chúng ta lại bắt kịp nó rồi. Còn đây là, ôi, lại một miếng chất hữu cơ. Không biết nó là gì. Liệu nhà ai có nhà vệ sinh đổ ra đây không đây? Tôi mong đây là một cái mẩu, một phần của cái lá đang thối rữa chẳng hạn. Ui, thủy quái. Đây là một con vi khuẩn vô cùng to và chúng bơi rất là nhanh. Ui, mất rồi. Ngoi lên lặn xuống trong một cái giọt nước mà còn có cái con vi khuẩn to thế này. Em có chân mà chạy nhanh thế không biết. Ôi, mờ mờ thôi. Chúng bơi lên mặt nước và chúng lại ngụp xuống ngay nên chúng ta rất khó để quan sát được nó. Tôi đã phải chuyển về chế độ nhìn tổng quan để chúng ta quan sát được cái con vi khuẩn này. Tương đối là to. Trời ơi, nó to hơn các con khác quá nhiều. Đây là con vi khuẩn to nhất. Có vẻ như chúng đang bơi khắp nơi đi tìm thức ăn. Đây, những miếng tạp chất cực to. Tạp chất hữu cơ. Các bạn có thấy là trong một cái giọt nước mà nó có chít những cái tạp chất hữu cơ từ to đến nhỏ rải đều khắp mẫu. Vi khuẩn đang bơi ở trong rất là nhiều. Nếu chúng ta phóng to hơn nữa thì tôi bảo đảm chúng ta có thể thấy được những cái loại vi khuẩn mà. Quá nhiều vi khuẩn nhỏ. Môi trường ô nhiễm thì nó sẽ tạo điều kiện cho những con vi khuẩn này phát triển mạnh. Nhiều tảo thì sẽ tạo ra nước có màu xanh. Vi khuẩn cũng thích ăn tảo. Và các cái loài thủy sinh trong đó, chúng cũng thích ăn tảo. Tôi nghĩ những cái mẫu nước mà nó màu xanh thì rất thích hợp để cho chúng ta nuôi cá. Rồi chúng ta nhìn, vừa xong chúng ta nhìn rất rõ khi mà cái con này nó bơi lên nó thở. Thì chúng ta nhìn thấy nó cũng có một cái cơ thể rất là trong suốt. Đây là gì? Một giọt nước như là một cái thế giới luôn. Vô vàn các sinh vật bên trong.
và tí nữa tôi sẽ lau cầm dây ăn tôi lau khô cái mẫu này thì bảo đảm chúng sẽ bị mắc cạn hết, chúng sẽ bị mắc cạn bởi tôi. Ôi đây là gì, một mẫu chất hữu cơ, không biết nó đã phân hủy ra từ cái gì đây. Rất nhiều tảo màu xanh. Mật độ tảo dày đặc thì nước của cái ao này tương đối là xanh. Tảo bám theo từng mảng mà không có hình dạng cố định. Quá nhiều tạp chất bên trong. Tôi không thể ngờ được một cái giọt nước mà nó nhỏ như thế. Nãy tôi tưởng là giọt nước nó hình trong suốt luôn, mà ai ngờ bên trong nó như thế này đây. Mắt thường của chúng ta sẽ nhìn thấy giọt nước nó trong suốt. Rồi tôi đã đổi ống kính trở lại. Chúng ta quan sát được rất rõ cái tảo này. Hình như là có hai con vi khuẩn đang ở đằng kia, chúng đang tranh nhau cái miếng tảo nhỏ nhỏ ở góc nữa. Không phải. Có một miếng tảo đang bị cử động. Rồi, như vậy là chúng ta đã quan sát được tương đối là chi tiết về cái giọt nước này. Thì những anh em nào ở khu vực Mê Linh thì hãy comment bên dưới để cho mình biết. Và sau đây thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Xin chào.